Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Hôm nay chúng ta có bài học tập cùng với đại chúng. Sống như thế nào để được người yêu thương? Hay như là vậy. Hồi sáng Nhân Đức gặp hai vợ chồng này cũng nghe Nhân Đức chia sẻ Phật Pháp. Lại gặp Nhân Đức hỏi: dạ thưa Thầy, con thì thường nghe Pháp, nhưng chồng con thì đi làm nhiều, anh thì ít nghe Pháp lắm. Giờ có anh đây, Thầy chỉ sao vợ chồng con mà sống mà có thể mà dạy con gia đình được hạnh phúc. Nhân Đức nói rằng vợ chồng biết tôn trọng nhau và thương vợ thì hiếu với cha mẹ vợ, thương chồng thì hiếu với cha mẹ chồng. Mình mà sống mà bồi dưỡng gì thì gia đình mình tức khắc hạnh phúc. Cái hạnh phúc nó ngay chỗ là mình làm con mà mình biết nghĩ đến cha mẹ, giống như chúng ta biết nhớ ơn đền ơn. Cái hành động của vợ chồng mà vậy thì tức khắc con mình hiếu thảo, gia đạo mình nó bình an. Cũng như mình sống mà mình niệm niệm, mình nghĩ về người. Thí dụ như sống với nhau mà ăn hiếp nhau thì sao hạnh phúc? Không thể nào hạnh phúc được. Ví dụ như mình ỷ mạnh mình hiếp người ta thì cũng đâu có hạnh phúc nổi đâu. Ví dụ như mình ỷ làm chồng mình ăn hiếp vợ, rồi mình ỷ mình làm vợ mình lanh lẹ, chồng mình hiền quá mình ăn hiếp chồng thì sao hạnh phúc được. Nên cái hạnh phúc là ngay chỗ tôn trọng với nhau mới gây dựng được hạnh phúc. Cái này rất là quan trọng. Mà giống như bữa nay bên Bảo Tháp bên mấy cháu nhỏ con trai thôi, hôm nay 86 đứa con trai. Quý vị càng nghĩ ở nhà mình mà có khi hai thằng trai mà mình lo vất vả gì đâu. Trai thì biết lanh chạy nhảy, không có gịch nó nổi. Vậy mà bây giờ quý thầy đang chăm 86 thằng con trai, mà từ đây tới vài bữa nữa chắc lên hơn 300 thằng con trai mà quý thầy có thể quan tâm lo lắng cho các cháu được. Thấy cũng dễ thương. Tới giờ ăn cơm niệm Phật dễ thương lắm. Cha mẹ mà nhìn thấy cha mẹ cũng vui, rất là vui. Khi qua từng này mấy cháu nữ ở đây nó cũng đông, thì mỗi ngày như thế sắp xếp một chút thời gian hướng dẫn các cháu một chút. Khi vào trong chùa thấy nít mà biết vô chùa vậy là thấy có thiện căn lắm, thật sự rất là có thiện căn. Nhiều cháu đến chùa xong về tự nhiên các cháu cũng ngoan, đặc biệt giống như bây giờ mà hình như cháu của cái cô trong chùa, cô Quyên hay gì, bé nhỏ nó mới vô nó buồn lắm. Vì mà nó ở chùa hình như là định ở nửa tháng, cuối cùng cháu ở được tháng hay gì phải không. Xong mà cháu về chỗ thay đổi tính tình đặc biệt lắm. Bữa đó mẹ dẫn vô thêm thằng con trai nữa, nói mùa hè năm nay cho thằng trai qua bên kia ở, còn bé gái ở bên đây.
Đi hổm bé vô đây ở 1 tháng, về được lắm, biết nghe lời mẹ, không có lì như lúc trước, bây giờ ngoan dễ thương, mà vô biết chào hỏi. Nên sống làm sao để người ta thương mình, mình đi đến đâu mình cũng ngoan, mình dễ thương thì người ta thương. Giống như những Đức ghi mấy câu nè. Câu thứ nhất là lời chào hỏi rất quan trọng, lớn nhỏ gì chứ, lời chào hỏi rất quan trọng. Ở đây có nhiều cháu nhỏ ngồi đây nè, do đeo khóa tu mùa hè ở đây nè. Như Đức nói với con là con gặp người ta con chào một tiếng không có tốn tiền, nhưng mà các con có một cái ấn tượng rất đẹp khi người ta nhìn thấy các con. Nghĩa là mình gặp người ta mình hỏi một tiếng không có tốn tiền đâu, nhưng mà rất có ấn tượng đẹp đối với mình. Thí dụ như các con ở trong chùa đi, các con gặp quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ, các con gặp, con chắp tay A Di Đà Phật vậy thôi. Hoặc là dạ con chào thầy. Nít mà vậy dễ thương lắm nghe. Để những Đức nhờ cô Thu hay gì ở ngoài đời có cái gì, nhờ cô mua số tập thôi, ngay không biết mua tập, mua số lượng tập chắc nhiều á, để như Đức mua tập rồi bỏ vô bọc sẵn hết. Khi các cháu mà đi vô đây học tập xong, những Đức tặng quà, rồi đi về những Đức cũng lì xì các con. Cái đứa nhỏ nó cũng ngoan, nó vô chùa. Nó cái đó là cái tấm lòng mà mình mong rằng các cháu nó vô chùa xong nó về nó ngoan, nó biết lễ phép. Như bây giờ cái câu đơn giản cái con nhớ cả đời nè, cứ gặp người cái con chào hỏi đi. Trong chùa thì gặp với thầy, dạ con chào thầy, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Còn ví dụ như có con ngoài đời, có con gặp người lớn tuổi hơn cha mẹ, như là tuổi ông bà mình phải phanh tay lại, phanh tay cúi đầu. Dạ con chào bác, chào ông gì đó, chào anh, chào chị, chào cô, chào gì đó. Đó. Một cái lời chào đó nó không đơn giản đâu nghe. Nó làm cho người ta thấy mình ta thương. Còn thí dụ như mình gặp người ta, mình ngó mắt mình nhìn là tự nhiên thấy mình là không lễ phép, tự nhiên vừa vậy cái là trong lòng ta nói người này không có lễ phép, bé này không có được dạy, không có được lễ phép, hiểu không? Nên từ nơi đó vừa nghĩ vậy thôi là mình thấy mình tổn duyên, tổn phước, chứ người ta nói cha mẹ mình không dạy mình. Nên cái việc mà chào hỏi rất là quan trọng nghe, cả người lớn cũng vậy nữa. Gặp mà không biết chào hỏi thì sao dạy con? Nên mình gặp người mà nó biết chào hỏi. Nên cái người mà người ta làm ăn kinh doanh buôn bán mà được là do người ta vui. Mà từ cái còn nhỏ chào hỏi người ta giết nó quen. Mình gặp người ta cái mình chào hỏi 1 tiếng đâu có tốn tiền đâu. Tất cả người trong chùa mình cũng vậy. Mình gặp người mình chào hỏi 1 tiếng đâu có tốn tiền đâu. Nó giống như những Đức mà có khi chạy xe vòng vòng chùa, những Đức gặp Phật tử, những Đức nói chào cô. Nhiều người ta đi thấy mình vậy, người ta đi ngang nói dạ chào thầy, con về thầy ơi. Cô về cho những Đức gửi lời thăm gia đình nghe. Một câu nói nó rất là đơn giản quý vị. Không, những Đức thì chia sẻ Phật pháp thì nhiều câu nó nhân sinh, nó gần gũi vậy đó, đâu có tốn tiền các bạc nào đâu, như các cô gì đó. Thí dụ như bây giờ mình đang làm cái gì trong bếp đi, từ khi cái việc đó mình làm bận tay chân quá, chứ nếu như mà mình tiện người ta mà vô cúng dường, bản thân chúng ta mỗi người trong bếp đứng lên Nam Mô với Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đồng loạt vậy đó, nó người ta thấy ô trong chùa này công nhận nghe, bước đến cái ấm áp ghê. Còn gặp mà người ta vô người ta cúng dường cái gì, ta vô người ta đem vô cái ngồi đó nhìn ta cái hoặc lo làm không ngó ngàng gì tới, nó lạnh lẽo dữ lắm. Giống như bản thân mình mà đi đến gia đình ai, thật sự mà nói, người ta gặp mình mà người ta không có chào hỏi gì, ta không có ngó ngàng gì đến mình, mình thấy nó bị lạc lõng. Mình thấy ủa mình đi đến đây làm như người ta không thích mình hay sao, mà người ta không có chào hỏi gì mình, tự nhiên ở lại thấy cũng kỳ.
Nên từ nơi cái lời chào hỏi nó rất là quan trọng. Giống như con người buôn bán, dù người ta không có ghét cái tiệm buôn bán của mình, mà ngày nào người ta cũng qua lợi cái chợ, mình biết người ta, người ta đi ngang mình nói chào chị hai, phải hả chị? Một câu vậy thôi mà người ta về người ta nói gia đình người ta. Công nhận con nhỏ bán gạo ở cái chợ đó, nhỏ gì nó vui vẻ gì đâu, gặp một cái là nó chào hỏi liền. Thiệt tình bé nó dễ thương. Bởi bữa nào mua đồ lỡ ghé mua đồ như thế. Nên từ nơi đó một cái lời chào nó cực kỳ quan trọng luôn. Con của mình dù là thiếu học nghe, không có đẹp gì đâu, nhưng mà gặp người biết chào hỏi niềm nở, đây là cái ăn khách nhất của con mình. Cái món quà này quan trọng nhất để mà cho con mình một cái sự nghiệp thật sự quan trọng trong cuộc đời. Cái lời chào hỏi nó quan trọng như vậy đó. Thật sự mà nói, những đức mà lo cho 2.000 người trong chùa là chỉ ngay có cái những đức quá gần gũi. Những đức gặp người, những đức chào hỏi, người ta chưa chào những đức chào người ta rồi. Mình không có nghĩ mình là ông thầy mà mình đợi người ta chào, không có, mình chào người ta à. Người ta chưa kịp chào mình nói chào cô, mới vô chùa hả cô? Hoặc người ta về mình nói một câu gửi lời thăm gia đình nghe. Mình nói thêm câu gửi lời thăm gia đình nghe. Thấy câu nó rất gần gũi. Từ nơi cái gần gũi đó mà người ta quý, người ta thương mình, người ta thích mình. Nên con người phải tập niềm nở vui vẻ. Cái này nó rất là quan trọng. Nên rồi con người sống với con người thật sự. Như bản thân mình có bao giờ muốn ai ăn hiếp mình không? Không. Vì bây giờ mình ăn hiếp người ta thì suy lại mình ăn hiếp người ta cũng đâu có được đâu. Con người sống trong cuộc đời này, nhất là cái cuộc sống gia đình, mà chồng ăn hiếp vợ, vợ ăn hiếp chồng là thấy khó không được. Cái đó là cái mà mình nên xem lại. Mà chính con mình nó nhìn nó thấy. Nếu con trai thì nó học giống ba nó, con gái nó học giống mẹ nó. Tại mẹ ăn hiếp cha thì mình ăn, thấy mẹ quay quá học mẹ, cha ăn hiếp mẹ, ồ thấy công nhận cha quay thiệt nghe, ăn hiếp mẹ luôn, mình học giống cha. Giống như người đàn ông cầm điếu thuốc hút làm sao thì đứa con trai cầm điếu thuốc hút như vậy. Người đàn ông uống rượu uống làm sao thì đứa con trai học theo cha uống gì. Người mẹ ngồi sao, đứng sao, đi sao, quýnh bài bạc sao, con học theo y ra. Cái hành động của mình là cái tấm gương cho con mình nhìn. Nên cái chuyện vợ chồng hạnh phúc là gây dựng một gia đình hạnh phúc. Cái này là cái quan trọng. Mà gia đình hạnh phúc thì xã hội của mình càng ngày nó càng tốt, đỡ tệ nạn. Rất là quan trọng. Nhớ kỹ, những đứa gặp nhiều người lắm, người ta nói những đứa câu gì nè: thầy ơi, con thấy cái nhân cái quả ngộ ghê. Cái người này cưới được người vợ đàng hoàng, hiền hậu ghê, nhưng mà cứ ăn hiếp vợ hoài. Tự nhiên cái thời gian ấy, cái duyên, cái nợ cái người phụ nữ này hết nợ với người đàn ông này sao. Cái tự nhiên người đàn ông này bỏ người này luôn à. Rồi cô này có hết khổ. Rồi cái ổng đi cưới bà khác, mà ổng cưới nhầm cái người vợ sau này quá trời hung dữ luôn, chửi mắng ổng quá trời luôn. Rồi lúc đó ổng nói chòm sớm gì nè: đúng là cái quả báo của tôi, lúc trước vợ tôi hiền quá trời mà tôi ăn hiếp nó, tôi chửi nó, tôi đánh nó, tôi ăn hiếp nó quá trời, cuối cùng tự nhiên tôi bỏ vợ hiền, bây giờ tôi cưới nhầm con vợ hung dữ quá trời hung dữ luôn. Nó chửi tôi quá chen chửi luôn. Các vị thấy không? Nên cái câu người ta nói: ngày xưa quả báo thì lâu, mà đời nay quả báo một giây nhãn tiện. Xác bền, xác bền. Nên cái tình yêu thương giữa con người với con người nó quan trọng. Như hồi sáng nhà Đức qua bên kia, nhà Đức làm cái đám cho ba cô Liên Thánh, nhà Đức sắp xếp hết. Nhà Đức nói: các cô phục vụ lo cho đại chúng chân thật nhiệt tình, cha mẹ các cô đủ duyên mắt ở trong chùa, đúng là một cái đám đặc biệt ghê. Đúng là cái duyên cái phước trả lại cho mình đúng như vậy luôn quý vị ơi, không có thiệt thòi chút nào hết chứ. Nên những đức khuyên chúng trong chùa sống bằng cả tấm lòng mình đi,
dù người ta sống với mình như thế nào, mình cứ sống bằng cả tấm lòng mình với người ta đi. Cái tâm mình nó không có buồn, nó không có khổ đâu. Nói đây là chân thật đó. Tại vì mình sống đã bằng cả tấm lòng mình rồi thì mình còn cái gì mà mình nặng nề, mình buồn nữa. Chỉ có cái mình sống thiếu thốn thì mình thấy lương tâm của mình nó chưa phải thật lòng. Chứ mình mà sống đã là thật lòng bằng cả tấm lòng rồi thì cái tâm trạng mình nó an lạc chứ lắm. Nên từ gia đình cho đến đoàn thể gì cũng vậy. Mỗi một con người mà nếu nghe đạo, hãy sống bằng cả tấm lòng đi. Có người gặp như Đức hỏi, dạ thưa thầy, cái sự nghiệp của thầy bây giờ là sự nghiệp gì quan trọng nhất? Nhưng Đức nói ngoài đời thì suy nghĩ cuộc đời mình mong giàu sang, đó là sự nghiệp lớn của mình. Còn bây giờ vô trong đạo là sự nghiệp lớn nhất của mình là mỗi ngày suy nghĩ làm sao để cho người ta được lợi ích, đó là sự nghiệp lớn nhất của mình. Cứ vậy thôi. Làm cái đám cho ba cô Liên Thanh xong đi vô thăm các cụ khu yếu, 45 cụ. Chùa mình thì khỏe thì ở khỏe, yếu thì ở khuyết yếu để tu tập nó có thời khóa ổn định. Vô khu yếu thăm các cụ, cụ bà mừng bà vui lắm, rất là vui. Nhiều bà cụ bà gặp bà nói, thầy sao bây hổm giờ lâu quá không thấy thầy qua thăm. Những Đức nói lúc này đi tìm thóc hơi cực. Giờ quý vị coi chùa càng ngày càng đông thì càng ngày càng cực. Giống như quý vị coi một con gà mẹ mà nó có 10 con gà con thì con gà mẹ phải bư cho nhiều để túc thóc cho con của mình. Chứ mà nếu mà con gà mẹ mà nó có khoảng 2000 con gà con thì nó lụm thóc cỡ nào quý vị? Nó tìm mọi cách để lụm thóc, để đem gì tha đem gì. Nên đi đâu đứng đâu một cái người ta cầm đồng cắt, người ta đưa bỏ vô túi để làm chi? Mua gạo cho các cụ ăn. Chứ làm sao? Nên mình sống làm sao mà cái lương tâm của mình thấy nó thoải mái, thấy nó an lạc. Mình thấy cụ mới vui, cứ gặp mình mới mừng. Bà nào bà nấy chạy lại nắm tay, mới ôm mình, mới hung tay lia lịa. Mình thấy cuộc đời mình sống vậy là nó hạnh phúc quá quý vị à. Thật sự mà nói cái hạnh phúc là được người ta quý mến thương yêu. Thật sự với quý vị, tìm hiểu một con người, quý vị hãy đến sát người ta và coi những người sống gần với người ta quý vị à. Như ngày xưa mình đi coi vợ cho con trai mình, người ta khéo, người ta hỏi là hỏi ai? Hỏi nhà kế bên cái gia đình đó. Tại vì cái nhà kế bên sẽ nhìn được cái gia đình này sống làm sao. Còn cái nhà ở xa thì có biết gì đâu mà nhìn quý vị. Từ nơi đó mà số lượng người trong chùa mình đông lắm, mình sống làm sao có người ở đây, người ta đều thấy rõ ràng hết. Mỗi một cô, mỗi một chú, một thầy ở đây, các cụ, các cụ sống làm sao người ta đây, người ta nhìn thấy các cụ hết chết. Mà cái duyên cái phước đó nó cũng mắc đâu đâu cụ ơi. Chính những Đức thấy ba cô Liên Thanh là rõ ràng. Người ta nhiệt tình, người ta vô, người ta hộ niệm. Vì người ta thấy con của ông cụ này lo cho người ta. Nên các cô ở đây, các thầy các chú còn trẻ cứ nhiệt tình thương các cụ đi. Sau này cha mẹ mình đủ duyên. Nhưng Đức nói thiệt, bây giờ cha mẹ của các cô các chú các thầy dù là không vô đây tu nghe, nhưng mà nếu già lớn tuổi yếu mà đưa vô đây cho những Đức hộ niệm, những Đức nhận liền. Nhận liền. Vì sao? Vì họ ở đây họ phục vụ đại chúng. Mình phải có một tấm lòng gì đối với cha mẹ của họ. Đây là như Đức nói cái ban phục vụ chùa nghe quý vị. Cái nào nấy mình nói rõ ràng đó. Đó. Nên quý vị biết rằng là cái sống giữa con người với con người quan trọng lắm. 45 bà cụ già mà bà đeo theo mình mà. Những Đức quay lại những đoạn phim cho quý vị coi thấy rằng cái niềm vui khi mình sống mà được người ta thương yêu, cảm thấy mừng. Cái tình thương yêu gần gũi nhất đó là sát với nhau nè. Vì chúng ta được ngồi gần với nhau, chúng ta được nhìn nhau, thấy nhau và ăn cơm chung với nhau, nấu cơm cho nhau ăn. Giống như Phật tử gì chùa, mình nấu cho người ta một buổi cơm, ông thầy nấu buổi cơm cho người ta ăn, kho miếng đồ ăn cho người ta ăn. Trong lòng người ta thật sự mà nói người ta vui. Người ta vui không phải là đồ ăn mà nhiều gì đâu, mà vui là thấy mình lên tu thầy chứ nấu ăn cho mình ăn.
Ta vui. Nó nói là chùa là tổ ấm, ta về mà mình xây dựng chỗ này thành một cái tổ ấm bình an. Ai về chùa mình giàu nghèo gì, đến đây cũng cảm thấy sống bình an. Khi đến đây rồi mới cảm giác được tình người. Thật sự, khi mình đi đến đâu vậy, mình ở đó mình mới biết được tình người như thế nào. Đó. Nên đông gì mà chúng ta có thể sống được bình yên gì. Vì coi, đông gì ngồi mà cả các cháu, quý vị để ý đi, phía đầu ngồi nghiêm túc thì các cháu dù là mới vô chùa các cháu cũng ngồi nghiêm túc. Ý muốn nói người lớn mình mà đàng hoàng thì nít đàng hoàng. Nếu ở đây mà người lớn ngồi phía trước mà giỡn hết thì nít phía sau nó cũng giỡn hơn. Vậy thì cha mẹ mà sống có đạo đức, con mình có đạo đức theo. Nên mới nói là ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Mặc sức ăn đây là do mình có đức, mình làm thiện làm tốt, dạy cho con cháu làm thiện làm tốt. Mình hiếu với cha mẹ mình dạy con mình hiếu với mình. Tại vì mình hiếu với cha mẹ mình mới dạy con mình hiếu với mình. Còn nếu như mình không hiếu với cha mẹ mình thì sao mình dạy con mình hiếu với mình được. Nên cái nhân cái quả nó kế bên. Có khi chúng ta có cái phước mà chúng ta không hưởng được cái phước là do gì mình không đủ cái phước để hưởng được cái phước. Nhưng Đức nói với vị nghe, cả mình làm thiện mình cũng phải đủ phước. Khi vị làm thiện vị đủ phước, vị sẽ làm thiện đúng nơi có phước. Còn nếu như vị không đủ phước, quý vị làm thiện dù có làm lớn nhưng mà lại làm không đúng chỗ để mà lợi ích cho chúng sanh. Nhớ kỹ, vị nhớ cái quan trọng của con người sống trong cuộc đời này. Khi quý vị là một vị Phật tử tu nhân tích đức, đừng bao giờ nói rằng tu tạo cái này là công đức phước duyên lớn, đừng có nói câu này. Mà quý vị hãy nhìn cái nơi đó đang làm gì cho người khác. Cái làm thiện là phải nhìn ra rằng nơi đó đang làm gì lợi ích cho người khác. Nơi đó tạo lên một ngôi chùa để làm gì lợi ích cho người khác. Quý vị nhìn như vậy, quý vị khi làm một việc thiện, người ta hỏi quý vị, ủa sao cô làm việc thiện, bộ làm việc thiện ở đây công đức lớn hả? Mình trả lời câu gì? Không phải, tôi không nghĩ điều này. Mà tôi nghĩ nơi này làm được nhiều việc lợi ích cho người khác, nên tôi thấy đã làm việc lợi ích cho người khác thì tôi cùng chung tay với nơi này để làm lợi ích cho người khác. Vậy thôi. Nếu như quý vị mà có tâm làm việc thiện như vậy, quý vị là một Phật tử rất hiểu biết, và Phật tử thật sự hiểu biết đó. Nên á, mỗi một người mà ta nghe gì, mỗi một người có một bài học để nhận thức. Nên cái phương tiện đó, tu phước duyên, đây duyên phước lớn, duyên phước lớn, đó là phương tiện để dẫn dắt. Nhưng mà thật sự hiểu biết là nhìn được sự việc làm gì lợi ích xác thực. Thí dụ như chùa mình bao nhiêu người già, mình lo cho người ta thấy mình làm điều này xác thực. Quý vị ơi, Phật tử người ta thông minh lắm. Nhưng Đức hỏi quý vị, mình làm cái đồng tiền nó cực quá quý vị à. Mà bây giờ chúng ta muốn tu tạo phước duyên gì, chúng ta phải tính toán lắm quý vị. Chứ đâu phải mà mình cầm tiền mình vứt đại vứt càng đâu quý vị. Nên nhớ kỹ, không có ai gạt được ai đâu quý vị à. Chúng ta mọi người đều thông minh, đều hiểu biết hết. Đi đến đâu chúng ta cũng quan sát. Đi đến đây cúng 2000, vì thấy nơi đây có 2 người. Đi đến nơi khác cúng 4000, vì nơi khác có 4 người. Cứ vậy mà tăng lên. Đi đến nơi khác thấy người ta làm quá nhiều việc lợi ích thì cúng khác. Nên mới nói là người ta nhìn vào sự việc sống và làm ở nơi đó, và người ta ở đó người ta nhìn nhận rõ ràng, người ta tìm hiểu kỹ lưỡng, rồi lúc đó người ta mới thật sự biết phát tâm. Đúng không? Chứ không ai gạt được ai đâu quý vị à. Nên cái câu đầu tiên, biết chào hỏi người khác là rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, niềm nở chào hỏi người khác. Câu thứ hai là tập quan tâm cho người khác. Có nghĩa là con nít phải biết tập quan tâm cho các bạn bè của mình. Khi mình đi vô trong chùa ở đông gì nè, có khi có những bạn bị nóng đầu hay là nhức tai, mình biết quan tâm hỏi thăm bạn: bạn ơi, bạn đỡ chưa? Bạn có ăn cơm được không? Hay ăn cháo? Đó. Ồ, bạn hôm nay tôi thấy bạn sao hơi buồn buồn vậy bạn?
Mình sống với nhau cũng vậy nữa. Mình nhìn thấy có nhiều bữa bạn đồng tu của mình buồn buồn mà nói: ủa bạn, bữa nay tôi thấy bạn hơi buồn buồn, có gì không? Đó là biết quan tâm cho người khác. Ví dụ như bây giờ thầy ông lo nhiều chuyện, có khi lâu lâu ông mệt mệt, mình thấy ông: thầy, thầy nay cho con thấy thầy mệt mệt, bộ thầy có bệnh hoạn gì không thầy? Một câu hỏi vậy thôi nha quý vị, nó cũng là một cái sự quan tâm. Chúng ta được khoan đã nói đến cái chuyện mình phải dùng lời hoa mỹ gì quý vị. Mình nghĩ sao mình nói vậy người ta vẫn hiểu hết thôi. Chứ bây giờ mình dùng lời trao chuốt gì giờ? Quan tâm cho người khác mình dùng quan tâm đơn giản thôi. Nó chị em mà sống với nhau, anh em sống với nhau, khi người ta bệnh mà người ta nằm đó, người ta nhức đầu cái gì, mình đi ngang mình lấy tay mình gờ lên trán người ta một cái, đó là sự quan tâm. Mà có khi người ta đang nằm vậy người ta biết đó, tự nhiên người ta mở mắt hí hí, người ta nhìn, khi người ta nhìn người ta thấy gì trong lòng người ta ấm áp, ta nhìn người ta thấy gì, ồ mình nằm đây mình bệnh mà chị em quan tâm cho mình, hỏi han mình, thăm lơm mình, ăn cơm chưa, ăn cháo chưa, ăn gì chưa, tôi xuống dưới tôi lấy lên cho ăn, mày thấy không? Từ nơi cái tâm đó thôi, một sự quan tâm cho người khác là một hành động đặc biệt. Vì mỗi người chúng ta ai mà không muốn mình được quan tâm, thì tại sao mình không đi quan tâm cho người khác? Thí dụ như gia đình vợ chồng phải quan tâm nhau, quan tâm nhau, hỏi han nhau, đó là cái sự gây dựng hạnh phúc gia đình. Thiếu sự quan tâm là thấy nó buồn đó. Nên giống như trong chùa quan tâm nhau, giống như bây giờ những đức chuẩn bị mua mỗi cụ một cái quạt, vì coi một cái quạt nhỏ nhỏ, những đức mua cho mỗi một cụ một cây quạt máy nhỏ nhỏ, bà đi đâu bà cũng cầm theo à. Một cái sự quan tâm đó thôi làm cho lòng người, tình người xích gần lại. Quý vị biết, một lời hỏi, một cái quan tâm làm cho giữa con người đến với con người gần lại. Có những con người với con người nó không phải là chuyện gì quá lớn lao đâu quý vị, không phải là họ cái gì ghét nhau đâu, nhưng mà do hai bên luôn luôn giữ khoảng cách của mình. Đó là người này không nói, người kia cũng không nói, hai người không nói, nó tự nhiên nó nói gì nè, nó đi ra quý vị, nó đi ra. Bây giờ con người với con người mà một người không nói, một người bẻ lại, bẻ lại nói, quẹo lại người này hỏi, hỏi người này, người này cảm thấy mình được hỏi thăm, mình được quan tâm, người này lại hỏi lại, từ nơi đó giữa hai người nó xích gần lại đó nha. Nên sự quan tâm của con người rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Câu thứ ba là đi đến đâu không hiểu thì hỏi. Cái hỏi là cái quan trọng, không hiểu mình phải hỏi. Nó, mình không hiểu mình phải hỏi. Thí dụ như các cháu nhỏ rồi, các con phải hiểu quy tắc sống. Sau này các con làm công ty xí nghiệp gì, người trên đã đưa xuống một việc gì là mình phải ghi nhớ. Khi người khác đến mà truyền tư tưởng của người trên là người đó phải có cương vị. Cương vị được người trên sắp xếp. Tại vì người trên đưa cho mình một lời nói, chỉ đạo mình một việc, là chính người trên phải kêu cái người mà người trên đặt trách lợi để truyền tải mình mới nghe. Còn chứ mình không được ti thì nghe người khác. Đó là một cái góc độ cực kỳ sâu sắc. Người trên người ta rất tin tưởng mình. Vì sao? Vì cái gì mà người ta đã đưa ra cho mình là mình sẽ luôn luôn tin tưởng và vững chắc. Nên sống trong chùa gì nè, và trong đoàn thể, trong gia đình, cha mẹ, hay là ông chủ, bà chủ, hay là quý thầy ở trong chùa coi chúc, mình phải có một cái tâm tư thông cảm. Tâm tư thông cảm. Đừng bao giờ mình buồn khi lỡ người trên la mình, họ không có tâm ý ghét bỏ mình đâu. Thì nhớ, thí dụ như những đức ở đây bận việc quá, có những khi xin xin những đức này kia, bất tử những đức la đại á, chứ những đức không có tâm thì nhồi những đức cũng mua. Tại vì quý vị biết rằng thông cảm dùm cho là cái gì? Mình lo nhiều quá bị nhức đầu mệt mỏi, nhất là trong cái lúc mà đang làm việc nhiều mà lỡ còn đưa việc này việc kia hỏi nhiều người, người ta không có nhìn cái lúc đó đâu quý vị. Nó không có nhìn lúc đó đâu, là người ta lỡ người ta cứ đẩy cho mình tiếp, vừa đẩy xong là ta đẩy việc khác, vừa đẩy xong ta đẩy việc khác, đẩy tới vậy đó. Bản thân mình có những lúc không kiềm chế được, mình la thôi đi ra chỗ khác đi, không mua nó đâu,
không cho mua đâu, thôi khỏi mua đi. Mình đừng có đi buồn người chết làm chi. Tại vì sao? Vì họ bị một cái áp lực. Nếu mình đặt vai trò vào họ, mình sẽ nghĩ như thế nào? Bây giờ mình chỉ là người được đặt trách một công việc, và bản thân mình chỉ làm một công việc, mình không gánh vác một cái gì cả, còn họ phải gánh vác cỡ nào? Như bản thân những đức bây giờ phải lo cỡ nào đó. Thật sự mình phải bình tĩnh đó. Mình lo cho nhiều thứ mà mình còn gặp những việc này việc kia, mình phải hết sức bình tĩnh. Nếu mình mà không bình tĩnh, mình sẽ không ổn định nữa. Tại vì khi mình không bình tĩnh, mình sẽ sai liền nữa. Nên con người tu hành, khi gặp sự cố gì, mình phải hết sức bình tĩnh, phải giữ tâm trạng bình tĩnh. Những đức nói rằng rừng xanh sợ gì không có củi chủng. Khu rừng là mình nè. Bản thân mình chỉ cần giữ được tâm mình chỉ cần có sự an lạc, mình chỉ cần có sự bình an. Dù nó có sự việc gì đi chăng nữa, bản thân mình vẫn còn có cơ hội. Vẫn cơ hội. Có người mắc cơ hội nhất là mình không bình tĩnh. Đến với cuộc đời này, duyên hợp duyên tan là bình thường. Cái làm được và không làm được là bình thường. Có những cái duyên hợp nó tan, tan rồi nó còn hợp hơn nữa. Nên chúng ta hãy tin vào nhân duyên phước báo, tin vào nhân quả. Mình chỉ cần có lòng tin như vậy thôi quý vị, thì con người mình rất bình thản. Có nhiều người hỏi những đức, thầy lo cho nhiều người gì? Thầy có quá lo? Những đức nói lo cho ngày hôm nay. Vì sao? Vì con người ta thường lo cho những cái việc đã qua, thường lo cho những việc chưa đến. Còn người ta không chịu nhìn và nhận thức được lo cho ngày hôm nay. Quý vị ơi, chúng ta chỉ cần lo cho ngày hôm nay và sống cho ngày hôm nay cho thật tốt, thì ngày mai chúng ta sẽ tốt, và một tháng chúng ta sẽ tốt, và một năm chúng ta sẽ tốt. Những đức đi tu được 15 năm. 15 năm nay những đức sống rất tốt. Cái tốt của những đức là bắt nguồn từ ngày mà được tốt. Chứ không phải những đức chờ đúng ngày 15 năm nay những đức mới an lạc bây giờ. Không phải. Rất nhiều người chúng ta chờ khi chúng ta được một cái gì đó rồi chúng ta mới vui. Đừng như vậy. Hãy vui ngày hôm nay. Hãy sống ngày hôm nay cho thật tốt. Vì ngày mai biết mình còn hay không, mà mình chờ ngày mai. Cuộc đời này nó rất vô thường. Chúng ta đến với nhau ngày hôm nay, biết ngày mai chúng ta có gặp nhau hay không. Nghe nói ở ngoài miền ngoài có cái nhà trọ nào bị cháy, chết thì cũng 9-10 người. Thấy không? Mà trẻ trẻ không. Có những khi mình trẻ tuổi mình gặp nhau gì, nhưng mà không biết ngày mai mình có còn sống không. Tại vì mỗi người chúng ta ngồi ở đây có ai biết được thọ mạng mình chừng nào đâu. Nên mình sống cho ngày hôm nay là cái rất quan trọng. Đừng để ngày mai của mình hối hận. Hối hận tiếc nuối. Tôi mà biết anh chị mắc bữa nay, cả tuần trước tôi đã quan tâm, tôi đã tha thứ rồi. Hoặc là mình chờ ngày người ta chết đi, mình lỡ mình nói anh em tha thứ cho anh hết. Hoặc là em anh tha thứ cho em hết. Hoặc là thầy giờ thầy chết rồi, con ở đó con trách thầy, giờ con tha thứ cho thầy, con có trách thầy nữa. Đừng có đợi ngày đó quý vị. Hãy nói lời tha thứ với nhau khi chúng ta được gặp nhau đi. Nói càng nhanh càng tốt. Vì sao? Vì đó là những lời nói mà chúng ta còn tặng mặt gặp nhau. Thật sự con người ta cứ đợi khi chúng ta xa nhau rồi mới hối tiếc không à quý vị ơi. Tại sao mình lại như vậy? Đó, nên con người không biết cởi mở. Có những chuyện trong lòng mình không vui, mình cứ cởi mở ra đi. Mình cứ cởi mở ra, biết đâu mỗi người ta tha một chút mình cũng nhẹ. Thí dụ như nguyên đống đá mình ôm, mình cứ ôm đống đá đó hoài. Bây giờ mình biết tu, mình rủ nhiều người đến. Anh chị ơi, cô chú ơi, thầy ơi, mỗi người giúp giùm con, cầm giùm con cục đá nhỏ nhỏ đi giùm. Nhờ đông người mà mỗi người ta cầm cục đá đi giùm mình. Cuối cùng cục đá mà mình ôm nặng mất tiêu, mình nhẹ nhàng liền. Nên có những cái chuyện buồn trong cuộc đời, mình hãy cởi mở ra. Để bản thân của mình, mỗi người người ta giúp mình chút, mỗi người người ta nghe một chút, mỗi người người ta giúp một chút, mỗi người người ta
tội nghiệp mình một chút, tự nhiên bản thân mình thấy nó nhẹ nhàng. Nên con người sống thường bị cái cô lập và tự đẩy mình vào một cái thế cục của cuộc đời. Đừng như vậy vậy. Nhân Đức nói rằng Nhân Đức lo cho rất nhiều người mà chưa bao giờ Nhân Đức đem cái gánh nặng này để lên vai mình đâu. Mà Nhân Đức là đưa cho các cụ mỗi người một cái chịu đựng. Tại vì ai cũng phải chịu một chút để cùng chia cho nhau. Ta nói có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Có vui thì cùng cười, mà có buồn thì cùng khóc. Mọi người khóc một chút, khóc một cái hết chứ. Nếu gom lại một mình khóc thì mình khóc quá trời khóc luôn rồi. Bây giờ nếu mà 2.000 người này mà ở một mình chịu, thì mình mà buồn cái gì, mình buồn tới 2.000 người đó quý vị. Mà mình chia ra để cho mọi người lụm giùm chút thì việc của nó hoàn toàn xong. Đúng không? Đó. Nên mình làm vợ mình buồn chồng cái gì, có khi đàn ông người ta không có nói, người tính tình ta vậy đó. Mình cứ nói em buồn hơn cái gì nữa. Vì vậy mình nói đi. Ý đâu mình nói ra người ta sửa làm sao. Có những người đàn ông mình nhìn người ta hì hà, mặt lùm lùm vậy đó. Nhưng mà người ta không có giữ như mình nghĩ đó đâu. Đừng có nhìn bộ mặt bên ngoài tưởng đâu người ta giữ quý vị. Có những người đàn ông mình nhìn cái mặt người ta giữ, nhưng mà trong lòng người ta hiền khô à. Hiền còn hơn bông gòn nữa quý vị. Nên mình giống bây giờ quý vị coi ông Nhuận Ngôn, nhìn ổng á, quý vị nhìn cũng đâu có giống hiền đâu. Nhưng ông Nhuận Ngôn rất là hiền. Nó nên có những người quý vị biết, có những người quý vị nhìn mặt người ta rất hiền nhưng mà chưa chắc người ta hiền. Có những người ta nói chuyện rất ngọt mà chưa chắc người ta ngọt cái tâm đâu. Nhưng có những người quý vị thấy người ta nói ngang ngang nhưng mà người ta lại hiền, người ta lại thương người hơn sao. Con người mình không có đón được với cái bên ngoài hoàn toàn đâu quý vị. Nên từ nơi đó cái gì mình phải cởi mở ra để người ta hiểu. Mình nói ra đi để cho người ta hiểu. Những việc đó khi sống với nhau mình thấy mình không vui như vậy, vậy mình nói ra đi. Mình nói là tôi nói ra không phải là tôi ghét bỏ gì, mà tôi nói ra để xây dựng cho tốt. Tôi nói ra xong là tất cả mọi việc đều hoàn toàn xong. Đó là cởi mở quý vị. Thấy không? Cái sống đó rất quan trọng. Nên đi đến đâu không hiểu thì hỏi, đừng có tùy tiện. Như các cháu nhỏ như vậy, cái gì không hiểu thì các con phải hỏi. Là sau này các con đặc biệt, các con tuyệt vời lắm á. Người lớn mình cũng vậy, đừng có tùy tiện. Nhớ kỹ, đừng bao giờ lấy lời của người trên mà tùy tiện bỏ qua. Vì chính người ta rất để ý. Khi người ta đã nhờ mình cái gì, người ta nói một cái gì là người ta sẽ để ý mình dữ lắm. Hết sức là cẩn thận. Đừng bao giờ xem thường lời của họ. Vì họ rất cẩn thận, họ rất kỹ, họ rất quan sát mình. Mình chỉ cần không xem cào trọng lời họ là họ sẽ rất sợ cái chuyện giao việc gì cho mình, họ lo lắm. Nên chúng ta sống phải có trách nhiệm. Trách nhiệm là một cái rất quan trọng. Ví dụ như chúng trong chùa, các cụ phải yên tâm khi những đức sống. Tại vì đâu phải thời gian một ngày đâu quý vị, đâu phải một năm đâu mà 10 năm, mười mấy năm. Mấy bà cụ phải được mình lo, phải yên tâm lắm. Quý vị ơi, các cụ trong chùa mình, người già mình biết mà quý vị, ai mà không biết lo giữ gìn cất giấu một chút tiền, lỡ cái gì bản thân mình có sốc. Vậy mà mấy bà cụ trong chùa mình vô chùa bà không còn các bác nào, là vì bà thấy mình lo cho bao nhiêu con người, mà bà thấy mình lo bằng cả tấm lòng, bằng cái tâm tình rất nhiệt tình nhiệt quyết mà lo, bà yên tâm mới bị à. Rồi các cô cũng vậy, mình sống với nhau mình lo cho nhau, các thầy các chú cũng vậy. Sự quan tâm cho con người đó là hạnh phúc 100% luôn quý vị. Những đức mỗi ngày rất là hạnh phúc, rất là bình an quý vị. Là vì những đức lo cho con người. Nhiều người ta gặp những đức ta nói con lo cho thầy quá. Những đức nói cô lo làm chi, những đức còn không có lo nặng nề gì, cô lo làm gì. Cô niệm Phật, cô vui vẻ, cô mới giúp những đức. Cô lo là cô làm gánh nặng cho những đức thêm. Thí dụ như mình nhẹ thì chúng ta cùng nhẹ, lên một chiếc thuyền nó không đến nỗi chìm. Còn nếu như ai chúng ta cũng nặng thì chúng ta lên chiếc thuyền nó chìm chết cả đám hết chứ. Nên từ nơi đó mà chúng ta đừng có nên nặng nề mà để tội nghiệp người khác, mà nên nhẹ nhàng để niệm Phật thương người khác. Nghe không? Nên những đức rất là mừng Phật tử của chùa mình. Những đức nói mình khuyên người ta, người ta nghe lời, không bao giờ họ dính vào nhân quả của ai. Đó là điều mà những đức rất mừng. Phật tử của chùa mình rất là đặc biệt. Mừng cho quý vị không dính vào nhân quả của ai hết, vì hiểu sâu nhân quả.
thương nhau quý nhau chỉ có niệm một câu Phật hiệu là tốt nhất. Câu thứ tư, phải hiếu với cha mẹ. Cuộc sống của mình sống, sống tốt cũng là hành động hiếu với cha mẹ. Sống ý nghĩa là hiếu với cha mẹ. Sống có đạo đức là hiếu với cha mẹ. Làm những việc ý nghĩa là hiếu với cha mẹ. Mỗi ngày mình đây một phục vụ đại chúng, dù mình chưa hồi hướng ở cha mẹ mình, nhưng thật sự đến cha mẹ mình rồi. Vì cha mẹ mình sinh mình, nuôi mình khôn lớn. Và mình có bản thân này là nhờ cha mẹ. Cha mẹ đã tạo ra bản thân cho mình. Bây giờ bản thân mình lại làm việc lợi ích cho người ta là mình đang hiếu với cha mẹ mình đó. Rồi mình sống ở đâu mình vui là mình hiếu với cha mẹ. Vì cha mẹ luôn luôn mong muốn mình vui. Thật sự quý vị, người làm cha làm mẹ già nghe, nhưng mà con cái có gia đình ở xa, cha mẹ cứ ngóng coi có ai quen mà ở khu vực đó không. Đi ngang cái nói cô hai ơi, tôi hỏi thăm cái coi, con én nhà tôi không biết nó có chồng bên đó nó có hạnh phúc không cô? Chồng nó có thương nó không? Chồng nó có đánh đập gì nó không cô? Thấy chưa? Mà cái cô kia nói, cô yên tâm đi, chồng của con én nó hiền, thằng này không nhận nó được ghê. Tuy hai chồng nó không có giàu gì mấy, nhưng mà chồng nó hiền, chồng biết thương vợ, biết quan tâm vợ. Đi làm về là răm rắp chạy về nhà lo gia đình, vợ nấu cơm nó phụ do gạo, vợ nấu canh nó phụ rửa rau, nó vợ chuẩn bị nấu ăn nó nhúm lửa. Thấy chưa? Từ nơi đó thằng này được, bởi vì nhỏ này nó có phước, mén này nó hiếu với cha mẹ nó ở nhà, nên bây giờ nó đi có chồng nó lại có phước gặp thằng chồng hiền. Bà mẹ vừa nghe, ông cha vừa nghe vui lòng yên tâm. Thì bây giờ quý vị đi tu ở đây cũng vậy, quý vị sống khỏe, sống vui, mập mạp, có da có thịt, sáng sủa, cha mẹ coi nhìn thấy hình ảnh cha mẹ yên tâm, cha mẹ thấy con mình đi đến một cái nơi có cơ ngơ, có sự tu tập đàng hoàng, cha mẹ rất yên tâm khi thấy con mình ở như vậy. Đó là tấm lòng cha mẹ, nên mình sống tốt sống vui là hiếu với cha mẹ. Còn mình giúp cho nhiều chúng sanh là mình càng hiếu với cha mẹ. Mình niệm Phật cầu sanh cực lạc là mình báo đại hiếu đối với cha mẹ. Dù như các bé nhỏ nhỏ mà vô đây mà các con ngoan là các con nó hiếu với cha mẹ các con đó. Các con coi các con vô đây mà những đức chưa chân tín mua quà thì các con rồi đó. Tuy là nó không bán bao nhiêu tiền đâu các con đó, nhưng mà đó là tấm lòng. Chứ bây giờ các con vô đây cũng đâu có cho tiền những đức đâu, mà sao những đức đi nghỉ cho các con chi nhiều dữ vậy. Rồi tính thứ hai này chiên bánh xèo cho ăn đó. Các con biết rằng, mình thấy không, bữa nay thôi mà những đức đã định thứ bảy những đức á, mua bánh tằm ở miền Tây. Miền Tây bánh tằm ngon lắm nghe. Lên đây á, những đức á, mới làm sườn chay, rồi những đức làm nước dừa cho thiệt ngon. Thứ bảy tuần này đãi cho quý Phật tử về chùa lớp đạo làm con buổi tối, mọi người ăn dĩa bánh cành, bánh tằm. Ăn dĩa bánh tằm mà nó lộn. Mọi người ăn dĩa bánh tằm với ly nước, thấy không? Nghĩa là mình nghĩ gì người, vì thấy chưa, làm bao nhiêu việc mà suy nghĩ là thứ bảy tuần này là nấu cái gì cho Phật tử gì ăn. Quý vị biết sao mà người ta về chùa đông với mình, phải có tấm lòng quý vị à. Cái này là tấm lòng chân thật, chứ đâu phải là mình làm gì là mình đi mong người ta đưa tiền đâu chàng. Mình làm gì mà mong người ta đưa tiền thì nói chi nữa bây giờ. Đó là sao gọi là tấm lòng chân thật. Nó khi ăn cái gì mà ngon cái là suy nghĩ để thứ bảy chủ nhật này nấu cho Phật tử ăn. Tại vì thấy nghĩ khi người ta ngoài đời, có khi người ta bận biểu quá, người ta ăn chay mà người ta không nấu được. Nên quý vị mà mỗi lần vô đây cố gắng nấu cái này kia cho bị ăn, pha nước đồ ngon ngon cho uống. Đó, sống vậy mà không thương nữa thôi. Mình sống vậy mà người ta đến chùa mà người ta không thương mình nữa thôi thì thôi chịu thôi, chứ sao giờ quý vị. Nó nên rồi lay quay 16 tháng 5 khiếm thị. Chuyến này chương trình khiếm thị tặng cho người ta người chiếc máy nghe pháp. Tội nghiệp người ta quý vị. Nó tặng máy nghe pháp rồi cho người ta. Rồi khiếm thị xong rồi lay quay với Quan Âm, quý vị thấy không? Cứ nghĩ những việc lợi ích cho người ta thôi, trong lòng nó vui bình an nè. Thì bây giờ mình cứ nghĩ những việc lợi ích đi quý vị, dù chưa làm nhưng mình cứ nghĩ lợi ích đi. Mình nghĩ việc tốt đi quý vị. Tại sao mình không nghĩ thiện pháp? Mình mỗi ngày mình nghĩ thiện pháp là mình mừng rồi, mình nghĩ thiện pháp đi.
mình nghĩ lợi ích cho người ta đi. Đoàn của chú Tư bữa nay, chú Tư dẫn đoàn đến tu, làm trưởng đoàn dẫn ta đi tu, thấy không? Cái duyên phước này lớn lắm. Ngày mai đoàn ai mà không có khăn, giờ ăn cơm xong dẫn đến, những đứa tặng cho mọi người cái khăn bình an. Còn gần 2.000 cái khăn những đứa kêu cắt lại, mà gán biết từ đây tới ngày đó biết còn không? Biết không? Cắt lại làm chi biết không? Những đứa nói vậy nè, lễ Bí Quan Âm xong á, 18, 19, 20 Phật tử qua đây, có những Phật tử xa ai chưa có khăn tặng cho người ta, có nhiều người ta cũng muốn nhận cái khăn mình tặng. Suy nghĩ cho họ ở phương xa để lại cái khăn, để mong họ đi đến đây rồi tặng họ thêm cái khăn cho họ. Quý vị có, mình chỉ cần có một cái tâm nghĩ lợi ích cho người ta, cứ thường có cái tâm như vậy để mà sống. Cứ mình cứ sống, mình có cái tâm vậy đi, rồi mình niệm Phật, mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bây giờ người niệm Phật là cái tâm sanh ra, cái tâm mình giống Phật. Thì mình không giống Phật hoàn toàn, nhưng mình cũng giống Phật được chút, là mình nghĩ gì người ta, mình nghĩ lợi ích cho người ta. Mình nghĩ cho người ta ăn, mình nghĩ cho người ta uống, mình nghĩ cho người ta ngủ sao cho nó mát, mình nghĩ từng chút gì cho người ta. Mình cứ có tâm gì đi quý vị, là tự nhiên con người mình sống bình an. Đừng bao giờ có nghĩ cái tâm hại ai chứ, đừng bao giờ có tâm hại người khác. Vì mình có tâm hại người khác là mình bất an liền. Thật sự mình đừng có tâm ăn trộm ăn cắp của ai. Vì mình có tâm ăn trộm ăn cắp của ai là bất an liền. Mình hãy nghĩ lợi ích cho người khác, dù mình không có nhiều mà mình nghĩ lợi ích cho người ta đi, là mình sẽ an tâm. Cái tâm này nó quan trọng lắm quý vị Phật tử ô. Như mấy đứa cháu nhỏ nhỏ mà về đây, những đứa nói con có con ở 2 tuần thôi, có con mập mạp lên ký trắng tươi, về cha mẹ nhìn không ra, đẹp liền. Các con vô đây các con cười cho nhiều nè, các con vui nè, các con ăn ngon ngủ yên nè, là có con về mập mạp sáng sủa đẹp lên, hiểu chưa? Đó, thôi kệ, mình lo cho con người ta được gì mình cũng mừng. Nên cái bài chia sẻ Phật pháp này nhân sinh gần gũi lắm quý vị, cảm thấy nó nhẹ nhàng, tâm trí mình thoải mái lắm, nó an lạc lắm. Những đức tin rằng ai nghe cũng thấy nhẹ nhàng, mà cũng có cái hay để chúng ta áp dụng trong cuộc đời. Nhớ cái câu, có cái gì buồn nên cỡ mở ra, đừng có ôm ấp trong lòng. Có khi người ta cũng không phải xấu như mình nghĩ đâu, hãy cỡ mở ra cho người ta biết, để rồi mỗi bên chia sẻ một chút, mỗi bên cỡ mở một chút, mỗi người giác phụ mình chút. Chứ đừng có im im. Cái người mà đi tự tử là ưa buồn mà im im á, cứ im nó tự tử đó quý vị. Nó làm cho mình tiêu cực rồi mình đi chết. Mình có gì buồn mình nói ra cho người ta nghe, mình kiếm người nào cần nói đó. Còn nếu nói ai cũng không nghe thì ở đây nói cho những đức nghe, hiểu không? Là xong rồi. Nói những đức nghe, đức giải tỏa cái nhẹ, nhẹ sơn à. Nó cái gì chứ à, sống mà có tấm lòng vậy là an tâm à. Thôi chúc quý vị an lạc. Anh Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.